Chào mọi người, thì hôm nay công ty Thế Giới Máy giới thiệu cho mọi người một dòng bơm xuồng điện lợi đa năng. Đây là một dòng bơm xuồng hai thì có model là TK430 của hãng Takio. Đây mình sẽ giới thiệu sơ lược cho mọi người cùng nhìn về máy bơm xuồng. Đi kèm theo máy nó sẽ có một cuộn dây và hai đầu phun, một đầu để con tưới hoa màu rau, còn một đầu á là để phun xạ tưới những cái cây to lâu năm. Bây giờ mình sẽ ráp ráp vô cho bà con nha. Đi kèm theo máy nó sẽ có hai cái cẩu dê này nha bà con, để cho mình siết hai cái đầu ống lại cho nó chắc. Đây, mình sẽ đưa cẩu dê vô nè, chọc vô đây, lấy cái chữ T của nó mình siết lại. Rồi cái đầu còn lại á mình sẽ lấy ra rồi mình cho nó vào cái đầu phun. Cái con dây này thì cho bà con sẽ kéo được chiều dài con dây là 8 mét. Mình đang gắn một cái đầu phun xa nha bà con. Rồi vậy là mình sẽ lắp lắp dây vừa xong thì máy rất là đơn giản, dễ sử dụng. Rồi, tiếp theo mình sẽ châm nguyên liệu. Thì máy này là máy hai thì, để sử dụng xăng pha nhớt. Bà con cứ pha theo tỷ lệ 25 trên 1 là 25 lít xăng 1 lít nhớt cho mình nhé. Đơn giản là 1 lít xăng bà con sẽ pha với lại 40 ml nhớt. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bà con cách khởi động máy nha. Phía ở phía dưới máy nè, máy hai thì nó sẽ có một cái núm bơm xăng nè, con bơm cho mình cho đến khi mà hai cái ống thùng xăng này nè, nó đầy mà nó không còn bọt nữa nha. Đó, mà bơm cho nó đầy. Rồi chúng ta lên nhẹ tí ga nè, bật một nắp nè, hai nắp, kéo cái cần này về on. Rồi mình giật